trong buổi chụp hình chuyên nghiệp vang lên đầy tiếng tách tách một cô gái đang mải mê tạo dáng nhan sắc xinh đẹp ấy thật khiến người ta phải ngưỡng mộ từ phía xa có một thanh niên đứng nhìn cô không rời mắt tay chuẩn bị sẵn ly cà phê cho cô mọi thứ xung quanh với anh như không còn tồn tại chỉ có mỗi cô giây phút ấy anh như thể bị chìm vào vẻ đẹp quyến rũ anh tưởng tượng rằng bản thân bước đến nắm lấy tay cô ôm chàng lấy người con gái kia vào lòng đặt một nụ hôn lên đôi vai nhỏ bé đôi môi dần dần hôn lên tay cô tay anh ôm chặt lấy chiếc eo thon thả ấy cảm giác đó cả hai như hòa làm một bỗng tiếng gọi của nhiếp ảnh ra khiến anh bừng tỉnh đến lượt anh rồi cô ấy rời vị trí chụp nói vui vẻ nói đây là em tôi đấy nhé nhớ phải chụp cho đẹp nha nhiếp ảnh ra ra dấu hiệu yên tâm đi mọi người xung quanh thay nhau ghen tị ngưỡng mộ thật mới ra mắt đã có người chị như vậy chăm sóc tôi cũng muốn có chị gái nữ thần chăm sóc hậu bối như vậy cố lên nhé cô nói với giọng điệu cổ vũ còn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh anh hơi cúi đầu xuống để cô xoa sau đó gỡ kính ra dịu dàng cười trong lòng thầm nghĩ cảm ơn chị chỉ là tôi không muốn coi em là chị nữa thứ tôi muốn có được tất nhiên có bất kể diễn vai nào tôi cũng đều cố gắng hết sức nếu bạn thấy tôi diễn mài như thật thì đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với tôi còn cảm nhận khi hợp tác với nam diễn viên nhỏ tuổi hơn mình không quá động lòng cô cười thầm đối với tôi mà nói họ đều giống như em trai tôi vậy ảnh hậu mới của giải phi mã khương lan tâm sự về chuyện tình vượt qua tuổi tác cô chỉ đang chăm chú nghe bài phỏng vấn của khương lan thì nghe thấy tiếng gọi của khương lan tiểu trì, lấy cho chị cái khăn tắm." Anh quay lại nhìn. Đống quần áo rơi vãi lung tung dưới sàn mà cảm thấy bất lực. Nhưng cũng nhận mệnh lệnh mà lấy khăn tắm cho cô rồi nói với giọng điệu không hài lòng. "Em nói này, 8 năm rồi, sao chị vẫn thói vứt đồ lung tung vậy, nhanh lên." Khương Lan không thèm để ý lời anh mà vươn tay thúc dục, anh có chút không biết phải nói sao. "Chị không biết bảo một người đàn ông lấy khăn tắm cho là một chuyện rất nguy hiểm sao?" "Đàn ông?" Khương Lan hỏi lại với giọng điệu đầy trêu ghẹo. Chị còn nhớ hồi em 12 tuổi em đến nhà chị khóc chảy cả nước mũi. Đừng tưởng cao lên rồi thì không còn là em trai chị nữa, cô quay đầu nhìn anh. Anh hơi trợn tròn mắt rồi đưa khăn cho Khương Lan. Cô cầm lấy chiếc khăn, "Cảm ơn." Cô chỉ có chút vương vấn nhìn bàn tay mình. Anh nghĩ thầm trong lòng, một khi có đồ mà mình muốn có được thì sẽ trở nên tham lam, làm sao đây? Chỉ là em trai à? Cô chỉ tự hỏi, "Lý do tôi muốn trở thành nghệ sĩ là gì?" Tại buổi chụp hình người mẫu nam liên tục ôm chặt lấy Khương Lan không buông, vẻ mặt hắn ta mãn nguyện đạo diễn nhắc nhở thả lỏng đừng ôm chặt thế khương lan làm tốt lắm được chuyển bối thấy hành động kia của peter những người khác thì thào buôn chuyện peter này hay động tay động chân lắm đúng là vất vả cho lan tỷ ấy vậy mà vẫn chuyên nghiệp như thế cô chỉ đứng bên cạnh nghe được ngoài mặt dường như không để tâm đến rồi thay bộ đồ khác đạo diễn hô lên peter có vẻ không hài lòng thầm nghĩ nhanh vậy còn khương lan thở phào như thoát một kiếp bỗng người trong đoàn la lên ta bộ này Khương Lan quay qua thì bộ trang phục dính đầy cà phê. Đạo diễn bực bội nói, làm gì vậy hả? Thế này còn chụp thế nào nữa? Khương Lan thầm nghĩ, không chụp càng tốt, cô chỉ bước đến nói, nếu chỉ chụp bóng lưng thôi thì tôi thay được không? Trên tay anh là bộ trang phục cùng màu. Anh nói với dàn ekip, tôi có. Bộ đồ tương tự. Buổi chụp thuận lợi diễn ra. Này, cà phê chị nhờ em lấy đâu? Khương Lan hỏi nhỏ. Cô chỉ thản nhiên đáp, uống hết rồi, cái gì? Cô hơi nâng giọng hỏi lại. Cô tiêu khẽ thì thầm vào tai cô, xin lỗi vì thông quá mà lý do muốn trở thành nghệ sĩ là vì muốn ở gần em hơn trong lòng anh đã có câu trả lời tiếng mưa lớn rào rào rơi trên ngôi mộ lạnh lẽo nay càng thêm băng giá không chút hơi ấm trên tấm bia là hình ảnh một cặp đôi trung niên nhìn bức ảnh người phụ nữ cố chỉ khẽ gọi mẹ bên cạnh là bức ảnh một người đàn ông cậu bé năm ấy khẽ gọi ba đôi mắt hắn vô hồn cho dâng nước mắt mặn chát hòa cùng những giọt mưa đang xối xả ào ào rơi xuống khuôn mặt non nớt bên cạnh là tiếng cãi vã của những người lớn không một ai quan tâm cậu bé ấy đang đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo bỗng dưng cậu bé thấy không có giọt mưa nào rơi chúng nữa cậu nhìn lên thì thấy có một chiếc ô đang che cho mình khương lan vừa cầm ô vừa nói bọn họ không chăm sóc em thì chị sẽ chăm sóc em từ nay về sau em sẽ là em trai của chị cậu bé nghe những lời nói ấy vô cùng bất ngờ cô chỉ tròn tỉnh dậy hóa ra chỉ là một giấc mơ về chuyện cũ ngày đó ngày cô và anh gặp nhau anh ngồi dậy thở dài một hơi cô chỉ mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách anh giật mình với khung cảnh trước mắt cô nằm dài trên ghế sofa trên bàn tròn là gà rán cùng ly nước ngọt có ga bên cạnh khương lan là bịch bánh ăn vặt cùng vụn bánh tay vẫn còn gác lên đống kịch bảnh ngổn ngang cô thì ngủ yên không nhúc nhích anh khẽ sắp gọn mọi thứ nghĩ thầm trong lòng lại xem kịch bản đến tận khuya rồi như bị ai đó làm phiền giấc ngủ ngon cô xoay người ưm lên một tiếng cái xoay người làm cho cố chỉ giật mình sợ đánh thức khương lan khương lan ngả người sắp rớt xuống nền đất cố chỉ sợ cô té liền đưa tay ra đỡ anh nhận thức rằng tay mình đụng phải ngực cô khuôn mặt trở nên ửng đỏ Khương Lan vẫn hồn nhiên vừa nhắm mắt vừa nói loạn, cá nướng. Cô dựa đầu vào vai anh nói, lại đây. Cô chỉ bất lực, chỉ còn biết thở dài rồi ôm cô lên. Anh nhẹ giọng nói, sau này. Đổi thành tôi chăm sóc em được không, Cố chỉ dịu dàng hôn lên trán cô. Những ký ức chật ùa về hình ảnh kỷ niệm ngày cưới của Khương Cảnh Nguyên và Vương Tố Chi. Một thiên thần nhỏ chào đời. Người cha hạnh phúc, dịu dàng bế em bé trong vòng tay rộng lớn. Vài năm sau, từ một đứa trẻ từng hạnh phúc bao nhiêu nay lại chính mắt phải chứng kiến từng trận cãi vã của cha mẹ mình. Từng trận cái vã đó đã khiến Khương Lan ngày càng thu mình lại, ánh mắt ngày càng thờ ơ không còn hồn nhiên như trước. Cuộc hôn nhân này đã dần giãn nứt để lại vết thương hằn sâu trong lòng đứa trẻ. Ngày một lớn Khương Lan càng tỏ ra mạnh mẽ, gai góc. Điều đó khiến người cha nhìn thấy rất không hài lòng và tỏ ra khó chịu. Rồi điều gì đến cũng đã đến người cha quay đầu lại. Khương Chí Nguyên cũng tìm thấy một gia đình mới, đứa con trai của người vợ mới khiến ông rất hài lòng. Ông đã viết một bức thư cho Khương Lan. Trong một lần đi trên đường, ông và đứa con gái của mình vô tình chạm mắt nhau. Khương Chí Nguyên sững sờ quay lại. Sau đó ông liền đuổi theo cô từ đâu đó một chiếc xe phóng nhanh đã đâm vào người đàn ông cướp đi sinh mạng đó trong phút chốc. Chỉ còn những lá thư ở lại. Cầm bức thư đó trên tay cô không kiềm được những giọt nước mắt. Cứ thế mà dựa vào lòng cố chỉ khóc thật to. Trong một buổi triển lãm khai trương trang sức với tiêu đề Tình yêu hoa hồng buổi triển lãm khai trương trang sức. Những người hâm mộ không thể ngừng phấn khích mà hò hét, Khương Lan nữ thần, chi chi nhìn em này, chị la nhìn bên này đi. Vị giám đốc vui vẻ bắt tay với Khương Lan nói, Hôm nay buổi họp báo sản phẩm của chúng tôi rất thành công cảm ơn hai vị. Ông ta khách sáo nói vất vả rồi về nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Khương Lan cười đáp cảm ơn. Ra đến bãi đậu xe cô vươn vai một cách sảng khoái nói a cuối cùng cũng xong rồi. Sau ngày đầu tiên của năm mới đã phải làm việc rồi. Cô chỉ ở bên cạnh nhắc lại chẳng phải chị nói chị thích dây chuyền của hãng này kéo em đến bằng được sao? Nghe cô chỉ nói cô sực nhớ ra chết rồi chị để quên dây chuyền ở phòng trang điểm rồi. Sau đó cô vẫy vẫy tay nói em vào xe đợi trước đi. Anh nhìn cô nghĩ thầm chị giả người hâm mộ à? vừa đi trên hành lang khương lan vừa ngân nga à. đến trước cửa phòng bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó nhắc tên mình đây chẳng phải dây chuyền của khương lan sao nghe nói lên đến hàng tỷ đồng đấy thế mà hãng tặng cho luôn cô gái bên cạnh khinh bỉ nói sao ngưỡng mộ à cô cứ ngủ cùng ông chủ là có ngay cô gái tóc ngắn hưởng ứng theo nói thật sao nghe nói cô ta ngủ với bao nhiêu người để dành vài diễn đấy trong thì có vẻ cao cao tại thượng sau lưng ai biết bẩn thỉu thế nào khương lan không chịu được nữa đẩy thật mạnh cánh cửa đi vào cánh cửa mở toang ra đập vào tường một tiếng rầm cô gái tóc ngắn hoảng hốt lắp bắp nói khương khương lan cô gái tóc ngắn giải thích cô cô đừng hiểu nhầm chúng tôi không nói gì cả khương lan vừa như không quan tâm nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền lên cổ sau đó ngẩng mặt lên cô vuốt tóc tỏa ra một khí chất sang chảnh cô gái tóc ngắn thầm nghĩ quao wow, đẹp quá cô gái kia thì ganh ghét trong lòng khoe khoang gì chứ tức chết mất thôi cô gái kia ganh tị đến mức hiển mọi tâm tư lên mặt nhìn cô nghĩ hừ nếu như mình đeo sợi dây chuyền ấy vào mình cũng có thể Khương đặt tay lên gương mạnh đến mức nó xuất hiện vết nứt làm cô gái kia giật mình hoảng sợ. Khương Lan đưa chiếc điện thoại lên vẻ mặt đắc chí nói, những gì cô vừa nói, tôi đã ghi âm rồi. Tôi sẽ giúp cô đưa cho ông chủ nghe. Sau Khương Lan quay lưng đi nhưng không quên vọng lại, lần sau có bàn tán sau lưng thì cứ nói to lên nhé. Tôi không ngại đâu, cô gái kia hoảng sợ nhưng không dám làm gì chỉ có thể nhìn Khương Lan rời đi. Cô đi đến bãi giữ xe. Nhìn thấy anh vẫn đứng tựa lưng vào cây cột đợi cô. Khương Lan ngạc nhiên hỏi, cố chỉ sao em lại ở đây chị bảo em đợi trong xe cơ mà anh kéo kính xuống đáp theo dõi chị đấy rồi anh cầm tay cô lên tay còn lại lấy ra chiếc khăn để băng vết thương cô chỉ cẩn thận băng bó vết thương ở tay nói lỡ chị không cẩn thận làm ai bị thương thì tôi còn dọn sạch dấu vết cho chị khương lan im lặng chỉ nhìn anh mỉm cười tại một khu trung tâm mua sắm khương lan cầm lên một chiếc áo hỏi tiểu trì bộ này được không cô chỉ thoáng nghĩ trong lòng lại là bộ đồ thể thao đồ của nam sinh 15 tuổi sau đó anh vui vẻ đáp chị chọn cái nào cũng đẹp cô bỗng nhiên ở một cái. Em lại cao lên rồi phải không? Cô chỉ im lặng không đáp, trong lòng trách móc, giờ chị mới nhận ra. Khương Lan điên cuồng chọn vô số món đồ khác, vậy cái này, cái này, với cái này. Đi thử hết đi. Kiểu gì cũng có một bộ hợp với em, cô vừa nói vừa đẩy cố chỉ vào phòng thử đồ, anh tức giận nói, này này. Ở ngoài Khương Lan lại đi dạo vài vòng nhìn ngắm đồ. Ở phía xa có hai người hâm mộ nhận ra cô, là cô ấy à, cô gái đứng bên cạnh đáp, Khương Lan thật này, qua tớ vừa xem phim cô ấy xong. Wow, quả là đại minh tinh mà lại vào một tiệm quần áo bình dân như này ư mau chụp đi lên đầu bảng tìm kiếm chắc luôn khương lan vừa nhìn thấy có người nhận ra mình liền lập tức bỏ chạy người hâm mộ ngơ ngác ơ cô ấy chạy rồi cô chạy nhanh vào khu thử đồ mở cửa ra ngay phòng của cố chỉ anh đang cởi áo ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra có người hâm mộ cho chị trốn nhờ quy tắc hàng đầu của sao nữ là không được để lộ mặt mộc hai người hâm mộ tìm khắp nơi trốn ở phòng thứ hai à cô gái bên cạnh đáp ừ lúc nãy chị ấy vào phòng đó cô gái tóc ngắn mở toang cửa nói chị lan em là cô chỉ ngoảnh đầu lạnh lùng hỏi có chuyện gì hai người liền sợ hãi đóng sầm cửa nhầm rồi xin lỗi khương lan ở phía sau nép vào lòng anh nói nhỏ nguy hiểm quá xém bị phát hiện rồi cô chỉ bỗng nhiên ôm chặt cô trong lòng nói đừng động đậy bọn họ vẫn còn ở ngoài cửa khương lan nghe thế liền sững sờ không dám nhúc nhích cô nhỏ giọng đi chưa cô chỉ mỉm cười vẫn chưa đâu khương lan vẫn kiên trì hỏi đi chưa anh vẫn kiên nhẫn đáp chưa mối quan hệ của chúng ta trong mắt của người khác là như thế nào một người chuyên săn tin luôn theo dõi khương lan tức giận nói khó chụp khương lan quá nếu không phải ở nhà cả ngày thì lại là đi cùng em trai của cô ấy bám theo suốt hai ngày rồi mà chẳng được tin giật gân nào cả người săn tin bên cạnh hút thuốc nói nghe nói cô ấy và em trai cô ấy không có quan hệ ruột thịt kẻ săn tin đội nón quay đầu hỏi ý của anh là gì anh ta giải thích cậu cảm thấy ánh mắt đó là của một người chị nhìn em trai của mình à tên đội nón hoảng hốt à hắn ta coi lại hình mà mình đã chụp được trong hình là ánh mắt cố chỉ chiều mến nhìn cô anh ta nghĩ ra tựa đề giật gân có tin hay rồi đây nữ minh tinh nổi tiếng và thần tượng mới nổi tin lớn đấy tên săn tin ngoảnh đầu cười mừng với người bên cạnh bỗng phía sau cánh cửa có người gõ cốc cốc cố chỉ kho người xuống ê này cố chỉ người săn tin bị dọa đến mức hét lên cố chỉ nói tiếp chúng tôi đang hoạt động riêng tư đề nghị các anh xóa mấy tấm ảnh này hộ tôi người săn tin lớn giọng nói chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi chúng tôi không chụp chiếu gì cả xong anh ta quay đầu kêu người bên cạnh mau lên lái xe đi mau lên cố chỉ lạnh lùng hỏi lại à sau đó dứt khoát mở cánh cửa ra giật lấy máy ảnh của người săn tin hắn ta tức giận này cố chỉ cầm được máy ảnh liền đóng cửa lại tựa lưng vào khâu cho người săn tin đi ra hắn ta tức giận đập cửa mở ra cố chỉ cậu làm gì thế hả đối với những người mới vào nghề như cậu thì tốt nhất suy nghĩ thật kỹ rồi hãng làm đắc chí tội với chúng tôi thì sẽ không có lợi cho cậu đâu cố chỉ vừa như không nghe những gì hắn nói rút thẻ nhớ ra người săn tin bước từ ghế lái xe ra nói cố chỉ Cậu sợ rằng người khác phát hiện tình cảm của cậu đối với chị của mình là. Cô chỉ ném chiếc máy ảnh cho hắn ta. Sau đó gác tay lên nóc xe nói, các anh muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng nếu muốn chụp ảnh chị của tôi. Cô chỉ nắm mở cửa ra. Lôi cổ áo tên còn lại ra, thế thì các anh chuẩn bị tâm lý thật tốt vào. Tôi có rất nhiều thời gian và sức lực để chơi với các anh. Nói rồi cô chỉ buông cổ áo tên săn tin ra khiến hắn ngã về sau. Còn nữa, hai người sợ hãi nhìn anh. Tôi sẽ không mãi mãi là em trai của Khương Lan nếu như bị các anh phát hiện thì tôi cũng không việc gì phải sợ cả tại phòng ngủ của cố chỉ anh mở hình trong thẻ nhớ ra coi những tấm hình chụp lén anh đều ngắm cô thật kỹ dáng vẻ cô lắng nghe anh nói khi khương lan đắn đo suy nghĩ không biết nên chọn bộ nào khoảnh khắc cả hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo phố nhìn những tấm ảnh ấy khiến anh không ngừng mỉm cười cứ thế cố chỉ lấy tấm hình cô vui vẻ đặt làm hình nền điện thoại anh không cần biết người khác nhìn chúng ta như thế nào không ai có thể ngăn cản anh giành lấy trái tim em chúc mừng năm mới trong một căn phòng rộng lớn có một chàng trai đang ngồi cô đơn cạnh cửa sổ hắn ta vừa hút thuốc vừa chăm chú đọc sách có vẻ như anh ta đang xem tin tức giải trí về một ngôi sao nam nào đó chợt hắn ta hỏi thư ký của mình đứa con riêng của cố hành tên là gì tên là cố chỉ thư ký nhanh chóng trả lời thư ký tiếp tục nói theo pháp luật thì cậu ta là con ngoài giá thú dựa theo quan hệ huyết thống thì cậu ta là cháu của ngài hắn ta bình tĩnh nghe thư ký nói từ con riêng rất không hay cố tổng là chú của cậu ta vì thế không nên xưng hô như vậy thư ký không quên nhắc nhở sếp của mình hắn ta nhếch mép cười một cái rồi nói cố hành trước khi chết vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của lão gia tử không biết đứa con này của hắn sẽ như thế nào người đàn ông đứng dậy cất giọng châm chọc nói nếu như cũng vô dụng như ông anh của tôi thế thì thật lãng phí cái họ cố đó nói xong liền dập điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn sau đó anh liền cầm áo khoác rồi quay người đi ngang qua thư ký nói về nước vừa bước đi vừa cao giọng lên tiếng đi gặp đứa cháu đó xem thế nào lúc bấy giờ hàng loạt các tòa soạn đưa tin về nhà đầu tư lớn nhất của công ty giải trí UZ Entertainment lớn nhất nước xuất hiện cố thị tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền thông kết cục của giới truyền thông đang bị thay đổi người được giới thiệu trong tờ báo là cố thành tổng tài của tập đoàn cố thị sẽ về nước trong mấy ngày gần đây nội dung báo lại viết tiếp UZ Entertainment là công ty giải trí lớn nhất trong nước can thiệp vào các lĩnh vực vực như phim truyền hình điện ảnh live show Nữ minh tinh khương lan và thần tượng mới nổi cố chỉ đều thuộc công ty UZ và hàng loạt sự kiện diễn ra liên tiếp làm bùng nổ tin tức trong và ngoài nước vào thời điểm lúc bấy giờ cũng xuất hiện dưới tờ báo mùa đông thích hợp làm gì nhất khương lan thích thú mở cửa một cái sạch hào hứng nói không sai tất nhiên là phải ngắm tuyết tắm suối nước nóng rồi sau đó bước vào phòng với một vẻ mặt đầy hưng phấn nói nghe nói đây là phòng hướng núi cuối cùng rồi xem được núi phú sĩ ngay khi cô mở cửa sổ ra thì ngay lập tức là một không gian tối đen như mực hiện ra trước mắt một giờ năm phút sáng thì ra thời gian đã quá nửa đêm cô đành phải đóng cửa trong sự tiếc nuối không ngừng nói thôi vậy sáng mai xem sau ngay lúc này một giọng nói cất lên này cô chỉ lên tiếng với vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói nửa đêm chị nói muốn đến nhật tắm suối nước nóng anh đi đến giữa căn phòng rồi nói tiếp sau đó chỉ đặt có một phòng khương lan vừa mở cửa tủ vừa ấm ức lên tiếng khó khăn lắm mới đặt được đấy tiếp đó cô liền lấy chăn gối từ tủ ra nhưng vẫn tiếp tục cầu nhau nghỉ tết phòng ở nhật khó đặt lắm có là tốt lắm rồi khương lan bước đến chỗ tấm đệm sau đó dùng chân muốn làm gì đó rồi nói này đây chẳng phải có thể ngủ cách nhau rồi sao sau một lúc thì thấy hai tấm đệm đã cách nhau khoảng chừng 5 cm điều này khiến cố chỉ cảm thấy bất lực không biết phải nói gì bất chợt đèn trong phòng bị tắt khương lan mệt mỏi lên tiếng được rồi sắp 2 giờ rồi ngủ thôi mai chị còn phải dậy tắm suối nước nóng nữa cô chỉ hốt hoảng nói nay chị tắt đèn làm gì em còn chưa thay đồ mà khung cảnh bên ngoài trở nên tĩnh mịch với ánh trăng sáng trên bầu trời đêm trong căn phòng lúc này khương lan và cố chỉ đã bắt đầu chìm vào giấc mộng tuy nhiên được một lúc thì cô bắt đầu lăn lộn rồi quay người về phía cố chỉ khi đang mơ màng mở mắt ra thì cô liền thấy khuôn mặt của cố chỉ xuất hiện ngay trước mắt mình ở một khoảng cách rất gần khoảng cách này gần đến nỗi làm cô giật mình Khương Lan giật bắn người ngồi dậy, tướng ngủ của mình xấu quá đi mất. Tiếp đó đi đến một góc kéo tấm đệm cách xa chỗ của Cố Trì đang nằm cô thầm nghĩ, cách xa một chút nếu không lại va phải Tiểu Trì. Sau khi làm xong Khương Lan thở phào chui vô chăn nghĩ, thế này là được rồi. Cảm thấy hài lòng về hành động của mình, Khương Lan tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc này Cố Trì liền mở nhìn về phía Khương Lan. Có vẻ anh nhìn Khương Lan ở khoảng cách gần ngại ngùng xoay người nằm thẳng ra lấy tay che mặt. Xong anh liền siết chặt bàn tay mình cố chìm vào giấc ngủ sáng ngày hôm sau khi ánh nắng chiếu vào mặt cố chỉ cũng thức dậy anh ngồi dậy nhìn xung quanh thì không nhìn thấy cô gái ở bên cạnh mình đâu ngay khi muốn ra ngoài tìm cô thì cố chỉ nhìn thấy một nhân viên liền hỏi cho hỏi cô có thấy cô gái ở phòng này đâu không cô gái cũng nhanh chóng đáp lại sáng sớm cô ấy đã đi tắm suối nước nóng rồi cậu muốn tìm cô ấy à nói xong liền chỉ tay về hướng bồn tắm cho cố chỉ bồn tắm công cộng ở hậu viện ấy nghe vậy cố chỉ liền la toáng lên bồn tắm công cộng cố cô chỉ bước ra ngoài với suy nghĩ tức giận cô ấy làm gì vậy chứ có biết phòng tắm chung ở Nhật là nam nữ. Khi đi đến bên ngoài một phòng tắm thì anh nghe được những lời nói phát ra từ bên trong, đẹp quá, wow, dáng đẹp thật. Da mịn quá cho tôi sờ chút ha ha ha, dường như những lời nói này chỉ khiến Cố Trì ngày càng cảm thấy tức giận hơn. Anh liền lập tức mở cửa rồi lớn tiếng gọi, Khương Lan, chị. Tuy nhiên sau khi bước vào Cố Trì liền cảm thấy ngơ ngác Khương Lan thấy liền nói, "Tiểu Trì em cũng đến tắm nước nóng à, họ nói hồ này có phong cảnh đẹp nhất đấy." Vào lúc này thì một vài người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng khen ngợi với vẻ mặt yêu thích, "Chàng trai đẹp trai lắm nha." Khương Lan nói, là em tôi, mấy người xung quanh dụ tiếp, dù em trai đến đây tắm cùng mấy cô nào. Họ dồn dập đưa ra hàng loạt câu hỏi về phía cố chỉ như, là người mẫu à có bạn gái chưa, có muốn lấy con gái nhà cô không? Mau qua đây nào cô còn chỗ trống này, tuy nhiên cố chỉ cảm thấy ngượng ngùng rồi lên tiếng từ chối lời mời, thôi ạ à, cháu không tắm đâu. Bất ngờ có một người đàn ông lớn tuổi bước vào nói, dù không ngờ còn có gái trẻ. Ông ta nói với vẻ hứng thú không ngừng, lâu lắm rồi chưa thấy gái trẻ đến tắm hình như bên cạnh còn trống he he cố chỉ thấy vậy liền đen mặt rồi cởi áo choàng ý muốn bước xuống bồn tắm nói cạnh cô ấy có người rồi những người phụ nữ xung quanh liền cảm thấy kinh ngạc khi cố chỉ cởi áo choàng bước xuống bồn tắm quao một cơ thể săn chắc cường tráng hiện ra trước mắt ngay cả khương lan cũng ngơ ngác nhìn cố chỉ không rời mắt đột nhiên có hơi ngại một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu cô tiểu trì trưởng thành thật rồi ngay giây sau cô liền mở to đôi mắt như thấy được cái gì đó khi thấy cố chỉ bước đến trước mặt khương lan thì nghe thấy tiếng cô cất lên quao tuyết rơi rồi khương lan đưa bàn tay trắng nõn của mình lên đỡ tuyết rơi nói ai ra tay nóng quá mới chạm vào đã tan rồi nhìn thấy cảnh tượng khương lan đứng trước mặt chỉ tròn khăn tắm cố chỉ liền đỏ mắt ho lên vài tiếng lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác rồi nói này chị làm thế sẽ bị cảm đấy khương lan như không nghe thấy vẫn suýt xoa nói ơ lại tan rồi khương lan đang ngắm nhìn bông tuyết trên tay nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt này của cố chỉ nói chắc tại vì hoa tuyết đẹp đẽ quá nói rồi liền ngước mặt lên nhìn những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống nói rõ ràng biết là chạm vào sẽ biến mất nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà chạm vào nó trong thời khắc này cố chỉ dường như không còn tập trung nhìn về những bông tuyết đang rơi kia nữa nhìn cô nói chị nói đúng bản tính của con người chính là tham lam sau đó cố chỉ liền đưa tay lên nắm chặt bàn tay của khương lan nói vậy nên em cũng vậy nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp của người con gái trước mặt mình hành động này của cố chỉ khiến khương lan ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên bối rối rút tay lại vào thời điểm này bàn tay cố chỉ chơi vơi giữa không trung tôi không hề biết lúc này hai người như đắm chìm vào cảm xúc của riêng mình sau khi tuyết tan lại có thể trở nên nóng bỏng như vậy dường như sức nóng ấy đã làm tan biến đi cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào những bông tuyết ấy em sẽ không hiểu được nỗi đau đớn này sau kỳ nghỉ cô chỉ có chút tiếc nuối nói kỳ nghỉ cứ thế mà kết thúc rồi chị nhận được lịch làm việc sáng mai chưa lần này em không đi cùng chị được rồi khương lan lạnh lùng đáp ừm anh kiên nhẫn nói tiếp đúng rồi quà cho quản lý em mua ở sân bay rồi mai chị đưa cho cô ấy đi khương lan ừm thêm một tiếng cố chỉ trầm ngâm nhìn khương lan trong lòng đầy lo lắng vì sự im lặng của cô từ tối hôm ấy trở đi cô ấy không nói chuyện với tôi nữa Tôi còn dọn tới phòng khác. Tức giận vậy sao? Mình quả nhiên vẫn là quá kích động. Sao lại không kiềm nén chứ? Qua kính chiếu hậu, Cố Chỉ nhìn thấy Khương Lan đang tự mình gỡ hành lý, điều mà đáng ra trước đây cô luôn để anh làm thay cho mình. Anh vội vàng mở cửa, "A để em đến lấy." Cố Chỉ cầm chiếc vali định xách lên. Khương Lan giật mạnh lại chiếc vali không để cho Cố Chỉ nắm lấy, thể hiện rõ thái độ kiên quyết của mình, không cần đâu chị tự lấy được. "Chị đi trước đây." Anh lớn giọng gọi, Khương Lan cô không quay đầu nói gọi chị cô trì giữ sờ trước lời nói của khương lan anh trầm mặc đáp em nên gọi chị là chị khương lan chỉ lạnh lùng ừng một tiếng nhắm mắt né nỗi buồn lại em biết rồi em lấy hành lý rồi lên ngay cô đứng lặng yên trước cửa thang máy một chút cũng không quay đầu nhìn lại xem biểu hiện của cô chỉ tầng thang máy từ tầng 11 đi xuống khương lan mắt dầu dĩ trong lòng xen lẫn nhiều cảm xúc tâm tư cũng trở nên rối bời thang máy cứ dần dần đi xuống nhưng cô dường như không chút để tâm khương lan nhớ lại khoảnh khắc anh hôn lên tay cô bất kể tiểu chỉ nghĩ thế nào thang máy đã đi đến tầng 3, cô nắm chặt bàn tay của mình, cho dù bọn mình không có quan hệ huyết thống, thì mình vẫn là chị nó. Thang máy đi đến tầng hầm, trong cô vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ, sẽ không. Cửa thang máy được mở ra. Có bất cứ quan hệ dư thừa nào cả. Từ trong thang máy bỗng nhiên có một người đàn ông đội nón đeo khẩu trang cẩn thận nói với giọng tức giận, "Khương Lan, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Cô là cái thá gì chứ, dành tài nguyên của người khác. Hôm nay lão tử phải phá nát mặt của cô." Nói rồi hắn ta giơ dao lên muốn tấn công Khương Lan một bàn tay chật đưa ra đỡ lấy hơi ấm bao trùm lấy người khương lan ra là cố chỉ anh liều mình ôm lấy cô khương lan mở to đôi mắt hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt ánh mắt cố chỉ cũng thể hiện rõ sự hoảng sợ chỉ chậm chút nữa thôi chậm chút nữa thì tên lạ mặt kia vẫn hung hăng lao đến ánh mắt đằng đằng sắc khí cố chỉ quyết định đối mặt anh quay người lại thấy người đàn ông tiến tới với con dao sắc nhọn trong tay anh không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa cố chỉ nhanh chóng lao lên phía trước đằng sau là gương mặt đầy hoảng sợ của khương lan tiếng dao cứa vào da thịt mùi tanh của máu bắt đầu hòa vào không khí cô thấy cảnh vừa rồi nước mắt giàn rụa hét lớn tiểu trì chị ơi sao chị lại khóc thế là vì em ư tầng thang máy cứ thế đi lên sạt một tiếng lưỡi dao của tên mặc đồ đen đâm thẳng vào cánh tay cố trì tức thì máu đã tuôn ra ngay lập tức cố trì quay người lại lao vào đánh thẳng mặt tên kia một cú đấm bốc mạnh vào mặt hắn dầm một cái tên kia ngã nhào xuống đất đánh xong cố trì thở dốc hương lan tới thấy kinh hãi nói tiểu trì tay của em Cố Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khương Lan giờ đang đẫm những giọt nước mắt lo lắng chảy xuống. Ánh mắt Cố Chỉ bất ngờ trở lên sắc bén tháo cặp kính xuống nghĩ, dám làm hại người của cô ấy, không thể tha được. Nghĩ xong anh bóp nát cặp kính, tên kia quay đầu sợ hãi khi nhìn thấy anh làm vậy. Tiểu Chỉ đang đuổi theo tên áo đen kia, Khương Lan hét lớn, Tiểu Chỉ. Nhưng anh không quan tâm vẫn đuổi theo. Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe màu đen sang trọng chăn ngang. Tài xế trong xe quay mặt về ghế sau nói, Cố Tổng. ở đằng sau chính là Cố Chỉ. Hình như là gặp chuyện gì đó cố thành nhìn ra thấy cảnh cố chỉ đang đuổi theo ai đó cố thành bảo với tài xế để tên đó lên xe đi Dạ, tài xế đáp sau đó tài xế mở cửa bên hông ra nói với tên áo đen lên đi tên đó quay lại nhìn cố chỉ một cái rồi hắn ta lao thẳng vô xe cố chỉ thấy vậy hét lên này nhưng anh vẫn dáng chạy tới chiếc xe nói lớn đứng lại rồi bỗng dưng đôi mắt trở lên ngạc nhiên khi thấy mặt người ngồi trên xe cố chỉ nhận ra khuôn mặt đó không tin nghĩ sao có thể người đó là đang suy nghĩ thì Khương Lan chạy đến rồi ôm chầm lấy Cố Trì từ sau nói, "Tiểu Trì đủ rồi, đủ rồi. Đừng đuổi theo nữa." Nghe vậy thì Cố Trì mới dần bình tĩnh lại. Cố Trì từ từ nhắm đôi mắt lại. Rồi đưa tay lên đan vào tay Khương Lan nghĩ, "Tôi sợ lắm, sợ không bảo vệ tốt cho em." Về đến nhà hai người ngồi trên sofa băng bó vết thương cho anh Khương Lan hỏi, "Thật sự là không cần đi bệnh viện sao?" Cố Trì nói đùa đùa với cô, "Không sao vết thương nhỏ thôi, mang vết thương đi đến bệnh viện em không muốn lên trang nóng." Bỗng dưng cô run lên Cố Trì cũng nhận ra. Khương Lan đang khóc sao lại khóc rồi đừng khóc cô chỉ đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má khương lan mà an ủi khương lan tức giận nói em ngốc sao vừa rồi cứ xông lên như vậy lỡ như hủy dung thì sao đây cô chỉ với đôi mắt dịu dàng từ từ nói em là con trai bảo vệ chị không phải là điều nên làm sao ngược lại chị đó gương mặt đẹp như này không thể nào bị thương được khuôn mặt xinh đẹp của khương lan từ từ ửng hồng rồi ngại ngùng quay mặt đi nói nói lung tung gì đó cô chỉ chỉ híp mắt lại không nói gì thêm nhìn cô đột nhiên vùng một tiếng lớn bên ngoài pháo hoa đang được bắn rực rỡ trên bầu trời cố chỉ đột nhiên gọi khương lan cô lập tức quay mặt lại nói không phải đã nói là phải gọi là liên tục mấy tiếng đùng đùng pháo hoa bên ngoài đang nổ to dần cố chỉ đưa cánh tay lên nói đây là vết thương em vì chị mà bị thương chị có biết phải lấy gì để trả lại không cố chỉ mở miệng gia định nói gì đó nghĩ trong lòng đã nhịn không được nữa rồi sắp đột nhiên ngay lúc cố chỉ vừa nói gì đó thì đùng đùng tiếng pháo hoa lại tiếp tục vang vọng cả bầu trời lấn át cả tiếng vừa nói khương lan ghé sát lại hỏi Em nói cái gì chị nghe không rõ. Cô chỉ mở mắt ngạc nhiên. Rồi chuyển sang đầy tiếc nuối dựa vào người Khương Lan thở dài, không có gì. Rồi anh nghĩ thầm, rốt cuộc đến lúc nào em mới biết được. Ánh mắt Khương Lan cũng híp lại như muốn nói điều gì. Suy nghĩ của anh đây, lẫn vào suy nghĩ của cố chỉ là tiếng pháo hoa bên ngoài liên tục vang lên. Không khí tại buổi tiệc huyên áo náo nhiệt. Khương Lan đang đứng một mình. Nhớ lại cảnh đêm qua lúc ở bên cạnh cố chỉ nói gì đó. Rồi thở dài một cái. Đột nhiên có người kêu cô, Khương Lan, Chị Dương quản lý của Khương Lan bước lại nói, "Hôm nay là kỷ niệm 8 năm thành lập của công ty nhà đầu tư mới cũng có đến, em qua chào hỏi đi." Khương Lan không muốn liền xua tay nói, "Chị Dương em không, chưa nói hết câu chị Dương nắm bàn tay của cô nói, "Sau này quyền quyết định người đại diện mấy nhãn hiệu lớn đều nằm trong tay ông ta, là nhân vật lớn ấy. Chị Dương kéo tay Khương Lan tức giận nói, "Em nói tiểu trì ốm không đến thì thôi, em phải để chị chứ." Tới chỗ một số người đang đứng nói chuyện quản lý Dương nói, "Chào cố tổng." Khương Lan ngạc nhiên nghĩ, "Cố tổng." Cố tổng quay lại chị dương nhanh chóng giới thiệu khương lan tôi xin giới thiệu đây là ảnh hậu phi mã của công ty chúng tôi khương lan khương lan hơi giật mình nghĩ giống quá cố tổng cũng đến làm quen đưa ly rượu ra nói khương lan tiểu thư nghe danh đã lâu cố tổng thấy cô không phản ứng gì thì nói tiếp sao vậy trên mặt tôi dính gì ư ừ? khương lan đưa ly rượu ra nói không có khương lan và cố tổng cũng ly cô nói cố tổng tôi kính anh một ly sau này xin giúp đỡ nhiều cho cố tổng vui vẻ đáp diễn xuất của cô khương đây rất tốt tôi rất thưởng thức cố tổng vừa ngẫm vừa nói nói thật thì tôi cũng xem như là fan của cô Khương này cô liền cười nói cô tổng đừng coi trọng tôi quá quãng đường tôi cần đi còn rất dài nhưng trong đầu vẫn nghi hoặc là ảo giác ư sao trong vài khoảnh khắc lại thấy anh ta giống tiểu trì vậy buổi tiệc bắt đầu người phát biểu mở đầu chương trình nói nhưng ngày thành lập 8 năm của công ty tôi xin tuyên bố một tin tốt người đại diện vùng châu á thái bình dương tiếp theo của vvl chính là một người trong công ty chúng ta đồng mộng khương lan bất ngờ trước tuyên bố lập tức quay lại cô bất ngờ nghĩ trong lòng đồng mộng được làm đại diện châu á thái bình dương của vvl trước đây chẳng phải đều là mình sao khương lan đang chưa hết bất ngờ thì cố tổng nói tôi mời cô khương nhảy một điệu được không cố tổng tiếp tục nói vvl vẫn cần một người đại diện toàn thế giới nếu cô thấy hứng thú cùng nhau đi ăn cơm có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này cô ấy chợt nhớ lại lời nói của chị dương nói sau này quyền quyết định người đại diện mấy nhãn hiệu lớn đều nằm trong tay ông ta nhân vật lớn ấy cô chợt giật mình nghĩ lẽ nào cố tổng này giờ trò mình tuy không đến mức tự đa tình nhưng giao dịch giữa giới showbiz và thương mại ai cũng hiểu Lẽ nào Cố tổng nãy cũng? Khương Lan cất ly rượu rồi nói, "Cảm ơn Cố tổng." Cô cúi người nói, "Tôi không biết nhảy lắm thật ngại quá." Đồng Mộng là nghệ sĩ rất tốt, VVL chọn cô ấy sẽ không thất vọng đâu. Rồi cô chuẩn bị quay người đi không quên nói, "Còn tôi, thứ tôi muốn tôi sẽ tự tranh lấy." Cô vội vàng chào nói, "Cảm ơn Cố tổng tôi đi trước." Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó mà kệ ánh mắt Cố tổng vẫn nhìn theo. Cố tổng mặt không biểu cảm quay qua hỏi, "Cô ta là người nhận nuôi Cố chỉ sao?" thư ký đi lại đưa cho cố tổng ly rượu nói vâng trước mắt hai người sống cùng nhau có vẻ mọi người đều rất tán đồng thân phận chị em của hai người họ một người đi đến báo cáo cố tổng người hôm qua đã giải quyết xong rồi người hắn muốn tập kích Khương lan chứ không phải cố chỉ cố tổng nhắm mắt cười nói còn tưởng xảy ra chuyện gì liều mạng vì một người phụ nữ đúng là hệt ba cậu ta thư ký chú ý ra phía cửa thư ký nói cố tổng khương lan tiểu thư muốn về tuyệt còn chưa kết thúc có cần mời cô ấy lại không cố tổng nói không cần đâu rồi hắn mặc kệ khương lan ra về nói tất cả đều mới bắt đầu thôi, không cần vội. Trước cửa của một công ty, Khương Lan đeo kính đen đi ra từ cánh cửa, đoàn người dần dần chạy tới hướng máy ghi âm về phía cô, ánh sáng đèn thi nhau nháy đèn chớp tắt liên tục. Một phóng viên hỏi lớn, "Khương Lan, nghe nói thương hiệu mà cô đang là người đại diện đã bị đồng mộng giành mất phải không? Cô có cảm nghĩ gì về việc này? Nghe nói thương hiệu đó trao đổi với cô rất nhiều. Cô đang có hiểm khích với đồng mộng phải không?" Người quản lý thay mặt đáp, "Không có những chuyện như vậy, chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn, làm ơn nhường đường." Một chiếc xe màu đen hạng sang đi tới dừng ngay chỗ Khương Lan và trợ lý đang đứng, Cánh cửa sổ ghế sau từ từ kéo xuống. Một khuôn mặt điển trai nhưng lời nói vô cùng lạnh nhạt, lên xe. Khương Lan có chút sửng sốt. Người trợ lý đi cùng Khương Lan lại có một tâm trạng trái ngược vui mừng ra mặt, nhanh chóng kéo tay cô đi đến cửa xe anh ta nói, "Cố tổng, tốt quá tốt quá." "Làm phiền ngài chăm sóc cho Khương Lan của tôi." Người trợ lý mở cửa đẩy Khương Lan ngồi ghế cạnh Cố tổng rồi liền nhanh tay đóng cửa. Khương Lan giật mình ngại ngùng nhìn Cố tổng. Chợt nhớ đến những lời mà hắn ta từng nói với mình, cùng đi ăn với tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại. Khương Lan bất ngờ trong lòng. Không ngờ hắn lại xuất hiện vào đúng lúc này, chẳng lẽ là hắn cố ý? Anh ta tay làm việc hỏi Khương Lan, "Khương tiểu thư ở đâu, để tôi bảo tài xế đưa cô về nhà." Khương Lan nhẹ nhàng trả lời, "Cảm ơn Cố tổng, anh cho tôi đến tiểu khu Tân Thành là được." Cố tổng ra hiệu, trợ lý riêng của anh ta liền hiểu ý trả lời ngay, "Vâng." Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Cô trầm ngâm suy nghĩ, nhìn qua thì có vẻ anh ta rất bận rộn. Chẳng lẽ thật sự là anh ta chỉ đi ngang qua nên tiện thể giúp mình? Chiếc xe hơi dừng trước cửa một chung cư sang trọng, Khương Lan lên tiếng, "Đến nơi rồi." tôi ở trong này tay vuốt nhẹ tóc tay còn lại mở cánh cửa cảm ơn cố tổng hẹn gặp lại chuẩn bị bước xuống xe thì cố thành nói phong cách của vvl là ngạo mạn và thành kiến tôi cảm thấy đại diện quốc tế với phong cách phá kiển thành điệp càng phù hợp với một người độc lập tự tin như khương lan tiểu thư hơn cô cảm thấy thế nào vẻ mặt khương lan vô cùng bất ngờ vừa ra khỏi xe cô cúi người lịch sự đáp cố tổng khen nhầm rồi đôi tay thon dài từ từ tháo kính xuống khuôn mặt đẹp trai này lại càng lộ rõ ngũ quan xuất chúng giọng nói trầm ấm trả lời tôi hy vọng có thể trò chuyện với khương lan từ thư để có thể lý giải thương hiệu này hơn bây giờ tôi có thể mời cô đi ăn được không khương lan từ khuôn mặt bất ngờ giờ lại thả lòng cô mỉm cười dịu dàng khương lan nói thầm trong lòng thì ra anh ta không phải là loại người mà mình nghĩ cô đáp lời cố thành hôm nay cố tổng đã giúp tôi cho nên phải là tôi mời ngài mời đúng tại nhà của khương lan cô chỉ ngồi trên sofa cầm điện thoại soạn những dòng tin nhắn khuôn mặt có chút đắn đo anh soạn tin định gửi cô bao giờ thì chị về hôm nay đến lượt em làm cơm chị muốn ăn gì? Sắp gửi đi thì lại do dự bấm nút xóa tất cả. Lại nhắn một câu khác để gửi đi. Hôm nay làm gì mà về muộn như vậy, chị có quên ở nhà còn một người bệnh liệt giường không đấy? Nhưng lại do dự xóa lần hai. Cô chỉ thở dài, thôi vậy công việc của cô ấy cũng quá bận rộn rồi. Anh soạn dòng tin khác. Chị sắp về đến nhà chưa, em đi đón chị. Trong một nhà hàng sang trọng, khu vực quầy phục vụ có tiếng xì xầm bàn tán. Người phục vụ nữ nói với người làm chung, ơ người đó không phải là đúng đúng là cô ấy đại minh tinh Khương Lan à cô tổng liền phì cười cô thắc mắc hành động đấy của anh cô tổng nhẹ nhàng nói Khương tiểu thư cùng nữ minh tinh trong ấn tượng của tôi không giống cho lắm bình thường các nữ minh tinh sẽ cảm thấy ngoài rau củ ra thì tất cả những thứ đồ ăn khác chính là tội ác cô đặt dao cắt thức ăn xuống từ tốn đáp thức ăn ngon sao có thể gọi là tội ác được chỉ có lời biếng mới chính là tội ác hơn nữa ăn no mới có sức để chống lại mấy lời đồn ác ý chứ Khương Lan cầm ly rượu vang lắc nhẹ nhẹ tôi không phải vì việc được làm đại diện phát ngôn mà có mâu thuẫn với đồng mộng cô thành cầm ly rượu vang đáp tôi biết chỉ là công chúng sẽ không quan tâm tới quan hệ của các người mâu thuẫn giữa hai người mới là cái người ta muốn nhìn nhất khương lan chỉ có thể nhắm mắt cười khổ cô nhớ rằng để sống trong giới giải trí này bản thân đã phải chịu đựng những gì không ngừng bị ràng buộc cuộc sống lúc nào cũng có thể bị hãm hại cuộc sống riêng bị dòng ngó nếu không phải vì diễn kịch có thể trải qua cảm giác được theo đuổi giấc mơ thì tôi đã sớm từ bỏ cái nghề này rồi nhìn ly rượu vang trên tay cô đảo đảo vài vòng dù sao con người được sống trong ước mơ mới là tự do nhất bỗng dưng hai người lại có sự đồng thanh đến lạ cùng nói một câu nói con người được sống trong ước mơ mới là tự do nhất khương lan bất ngờ cô thành nói ra tên bộ phim ánh mắt dịu dàng ừ bộ phim mà tôi rất thích hai ly rượu va vào nhau kêu lên một tiếng keng hai người nhìn nhau mỉm cười thông báo tin nhắn đến cô liếc nhìn sau đó cầm lên thì ra là tin nhắn của cố chỉ sắp về nhà chưa em tới đón chị đang đọc tin nhắn của cố trì thì cố tổng lên tiếng tôi cảm thấy khương tiểu thư rất thích hợp trở thành người phát ngôn cho vvl tuy nhiên để trở thành một người phát ngôn không thể có bất kỳ khiếm khuyết nào hình tượng phẩm chất cuộc sống riêng tư các phương diện anh ta đưa mắt lên nhìn khương lan cô im lặng ngạc nhiên nhìn anh sau đó cúi mặt vừa trả lời tin nhắn của cố trì vừa đáp lời tôi hiểu sau đó bấm gửi chị đang ở phòng khách phía tây dưới lầu em tới đón chị đi khương lan nhìn ly rượu vang trên tay mà trầm ngâm suy nghĩ mình có cuộc sống của riêng mình tiểu cố cũng có chúng ta đều không nên dừng lại tại thời khắc này cứ thế đặt môi lên miệng ly uống một ngụm Cô chỉ đang nằm trên sofa thì thông báo tin nhắn từ khương lan anh liền bật dậy mở tin nhắn coi phòng khách phía tây dưới lầu cô ấy vừa về sao đôi chân vô thức chạy thật nhanh anh nghĩ trong lòng gần đây khương lan đều tránh mặt mình khó có lúc cô ấy chủ động bảo mình đến đón đây là cảm giác gì đây tại cửa nhà hàng cố thành và khương lan cùng bước ra nhân viên cúi đầu chào cảm ơn đã tới xin đi cẩn thận cô chợt nhìn thấy hình bóng của cố chỉ đang tiến tới nhanh chóng quay qua nói chuyện với cố thành đúng rồi cố tổng có việc này xin ngài hãy thay tôi giữ bí mật khương lan nhón gót ghé người sát vào cố thành thì thầm bên tai anh ta trước sự chứng kiến của cố chỉ sau khi nói xong khương lan nở một nụ cười dịu dàng ánh mắt trìu mến nhìn cố thành còn anh ta vẻ mặt ngạc nhiên với những gì khương lan vừa nói khương lan liếc nhìn về phía cố chỉ anh sững sờ nhìn hai người một hồi lâu cũng nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh cô là ông ấy cố thành chú của anh Khương Lan thẳng thừng nhìn về phía anh nghĩ thầm, chúng ta không nên dừng lại ở thời khắc này, nên cho nó một kết thúc rồi. Cố tổng, có một số chuyện tôi muốn nhờ ngài giữ bí mật." Cố Thành vừa trầm ngâm nghĩ về lời nói của cô vừa hút thuốc trong một căn phòng rộng lớn. Anh nhớ lại khoảnh khắc Khương Lan thì thầm vào tai anh ta, "Ngài đừng nói cho người đại diện của tôi biết là hôm nay tôi ăn nhiều như vậy." Trong lòng tức giận, hư không hổ là ảnh hậu, cố ý tỏ ra thân mật để làm cho Cố chỉ hiểu lầm, không ngờ cô ta lại dám lợi dụng cả mình. Nhưng mà như thế thì thì chuyện đó còn đơn giản hơn là mình nghĩ dựa theo thái độ của cô ta thì có vẻ cô ta cũng không muốn tiến xa hơn với cố chỉ thật thú vị thế thì tôi sẽ giúp sáng hôm sau tại một buổi chụp ảnh các nhân viên đang bận rộn với công việc khương lan bước vào với dáng vẻ xinh đẹp người trang điểm thông báo khương lan trang điểm xong rồi khương lan xuất hiện với một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đạo diễn quảng cáo thốt lên đúng là một tiên nữ rất phù hợp mọi người xung quanh trầm trồ đẹp quá ai cũng hết lời khen ngợi nhan sắc động lòng người của khương lan khương lan bước đến hỏi đạo diễn cao hy lát và thủy tiên nữ này nữ đạo diễn nhanh chóng giải thích về kịch bản quảng cáo đúng thế quảng cáo lần này bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp mỹ thiếu niên Hy Lát vào rừng để tìm kiếm hoa thủy tiên trong truyền thuyết sau đó vô tình gặp được thủy tiên nữ đạo diễn nói với vẻ mặt đầy thích thú nhân vật mà cô diễn sẽ bị Hy Lát mê hoặc cuối cùng yêu thương hắn điều này khiến Khương Lan trở nên nghi hoặc bị mỹ thiếu niên mê hoặc tình tiết này không giống với kịch bản tôi xem lần trước ngay lúc này thì một giọng nói vang lên khẩu hiệu của loại nước hoa này là sinh ra vì tình yêu nhà sản xuất cảm thấy thay đổi như thế thì sẽ càng thấy hiện được chủ đề của nó tất cả mọi người đều cúi chào người đàn ông này cố tổng ngài đến rồi cảm ơn cố tổng đã cho tôi cơ hội làm người đại diện này khương lan thấy vậy tới gần cúi đầu chào anh ta đáp lại bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng đừng khách khí do sợ khương lan tiểu thư sẽ cảm thấy xấu hổ vì kịch bản mới này nên tôi đã chọn một diễn viên đặc biệt tới đây để đóng vai hilat lúc này cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra cố chỉ ăn mặc thời thượng bước vào nói này tại sao đột nhiên lại gọi tôi tới đây để quay quảng cáo ngay giây sau cố chỉ liền mở to mắt nhìn người trước mặt mình khương lan dáng vẻ xinh đẹp của cô khiến anh rất bất ngờ. Tiểu Chỉ, sự kinh ngạc ấy cũng xảy ra tương tự với Khương Lan ngay khi cô nhìn thấy Cố Chỉ bước vào. Anh bước đến trước mặt Khương Lan hỏi, "Lần này em quay quảng cáo với chị à?" Trong lòng không thể cưỡng lại, "Đẹp quá." Cố Thành liền lên tiếng, "Hôm đó lúc anh ta tới đón cô thì tôi thấy anh ta rất hợp với vai này." Cố Chỉ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh ta. Cố Thành tiếp tục nói, "Đã thế lại cùng trong công ty cho nên diễn với nhau là lựa chọn tốt nhất." Tuy nhiên điều này khiến cho Khương Lan có vẻ lo lắng, "Cố tổng, Cố Chỉ là em trai của tôi, tôi sợ rằng nhân vật này về phía đạo diễn cô ta lại đưa kịch bản cho cố chỉ này đọc kịch bản đi rất hợp với cậu đấy cố chỉ đọc kịch bản liền bị sốc nghe vậy cố thành nghi vấn hỏi cô chẳng lẽ khương lan tiểu thư không có lòng tin vào kỹ năng diễn xuất của mình tôi nghe nói một diễn viên giỏi sẽ không lựa chọn bạn diễn huống hồ đóng quảng cáo cho vvl thì sẽ càng nổi tiếng hơn tôi nghe nói anh ta là em trai của cô cho nên mới không muốn để cho người ngoài được lợi về phía cố chỉ anh vẫn luôn im lặng nhìn khương lan đột nhiên cố tổng bất ngờ hỏi ý kiến cố chỉ cậu thấy thế nào anh tay tháo mũ xuống bình tĩnh nói tôi không có vấn đề gì cả Cô thành quay đầu nhìn về phía khương lan nghe thấy câu trả lời của cố chỉ khương lan chỉ có thể im lắng thở dài việc chốt được diễn viên quay quảng cáo này lại khiến cho nữ đạo diễn vui vẻ tốt lắm diễn viên đến đông đủ rồi thế thì quảng cáo mới cho loại nước hoa mê hoặc của vvl chính thức bắt đầu ở phía sau hậu trường cô thư ký cất tiếng gọi cố tổng ngài biết rõ tình cảm của cố chỉ dành cho khương lan chẳng lẽ ngài thật sự giúp bọn họ cô thành đáp lại đôi lời tôi cũng rất muốn biết bây giờ hai người bọn họ có đạt được ước nguyện hay không? Hãy cứ chờ xem. Truyền thuyết có một loại hoa thủy tiên chỉ mọc ở nơi rừng sâu. Mùi hương của nó mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp của nó không gì sánh bằng. Ai gặp phải cũng đều yêu nó. Chàng thiếu niên Hilat cũng không ngoại lệ. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô đã muốn chiếm hữu cô. Sự xuất hiện của Hilat mang đến sự tranh chấp nơi rừng sâu, sự nhiệt tình của sinh mệnh và tình yêu chân thành nhất thế gian. Đến tiên nữ thủy trạch cũng bị chàng mê hoặc. Thậm chí vì chàng mà nàng còn muốn rời khỏi rừng sâu, bị chàng mê hoặc khương lan bỗng nhiên gượng gạo nhìn về hướng khác đạo diễn quảng cáo hô cắt dừng lại đã khương lan trạng thái của cô không đúng giờ cố chỉ không phải em trai cô cậu ấy là hy lát đang mê hoặc cô cô diễn tiên nữ thủy trạch thì trong ánh mắt phải có tình yêu khương lan ngại ngùng nói vâng xin lỗi đạo diễn nhìn tâm trạng của xô hiện tại mà thở dài cố chỉ biểu hiện tốt lắm vậy nên cô cũng nên xem cậu ấy như đối thủ nặng ký đi vừa nói xong nữ đạo diễn liền bất ngờ kéo người cố chỉ xuống ánh mắt cô ta chiều mến nhìn anh cô chỉ liền nhập tâm mỉm cười dịu dàng với nữ đạo diễn anh cầm tay cô ta đặt lên một nụ hôn nữ đạo diễn chầm chậm tròn tay qua cổ quyến rũ ôm lấy anh khương lan có chút bất ngờ trong lòng tiểu trì em ấy đang nghiêm túc diễn hy lát bất kể là diễn với ai nữ đạo diễn sau khi thị phạm liền nói thấy chưa người yêu với nhau thì phải tương tác nhiều vào cô phải khiến tôi cảm nhận được tình yêu của hai người chứ không phải sự nóng nhiệt của một mình hy lát ánh mắt khương lan đượm buồn cô ngẫm nghĩ đúng giờ không phải lúc để nghĩ lung tung đây là công việc của mình còn mình là một diễn viên chuyên nghiệp Cô nói với giọng điệu quyết tâm, "Đạo diễn xin hãy cho tôi một cơ hội nữa." Hilas, con trai của Quốc Vương và tiên nữ Lâm Huyền, trông như thần sức mạnh Hezaklet. là một chàng thiếu niên vừa mỹ lệ vừa dịu dàng. Sự xuất hiện của chàng khiến tiên nữ Thủy Trạch lần đầu tiên đối mặt với tình cảm của mình. Khương Lan nhập tâm nói, "Hilas, người ta yêu nhất chính là chàng." Anh bất ngờ nắm lấy tay Khương Lan, sau đó kéo đầu cô xuống thì thầm nói, "Cho dù chỉ là lời thoại, em cũng rất vui." Khương Lan sửng sốt trước lời nói của cô chỉ. Đạo diễn liền hô lớn, tốt lắm lần này quay rất thuận lợi hai diễn viên đi nghỉ ngơi đi vất vả rồi nữ đạo diễn quay đầu nói cố tổng ngài thấy thế nào Cô thành nói với giọng điệu không hài lòng chỉ có thế thôi sao tôi không hề cảm nhận được sức quyến rũ của nước hoa này khương tiểu thư cô diễn xuất thế này sao khương lan trong lòng nhận ra anh ta đang trả thù việc mình lợi dụng anh ta nữ đạo diễn lên tiếng vậy thử lại lần nữa cô thành từ chối không cần đâu nếu cô khương lan vẫn không diễn ra được chủ đề thì không cần lãng phí thời gian của nhau nữa Khương Lan nghe những lời anh ta nói liền sững sờ. Nữ đạo diễn trầm ngâm nói, thật ra tôi cũng thấy thiếu gì đó, sinh ra vì tình yêu. Nếu Hy Lát có thể có một động tác xác định tình yêu với tiên nữ Thủy Trạch thì hiệu quả chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vậy thì thế này đi. Cảnh cuối cùng thêm một nụ hôn, Khương Lan và Cố Trì nghe xong ngơ ngác nhìn nhau. Khương Lan giữ người khi đạo diễn nói, thêm vào một cảnh hôn vào cảnh quay cuối cùng đi. Cố Trì cũng bất giác đứng hình gương mặt đầy sự ngạc nhiên. Đạo diễn quay sang hỏi ý kiến của Cố Thành, Cố tổng cảm thấy thế nào? cố thành mặt không biến sắc nhìn khương lan dò hỏi khương tiểu thư có làm được không dù sao thì cố chỉ cũng là em trái của cô ấy tôi e rằng khương lan gương mặt kiên định tự tin mà nói cô tống cứ yên tâm trước khi nói đến quan hệ chị em thì tôi là một diễn viên chuyên nghiệp khương lan và cố chỉ đứng đối diện nhau trong lòng cả hai đầy suy nghĩ bất giác âm thanh dẫn vang lên đạt được hương thơm trong truyền thuyết là một trong các biện pháp để nàng tiên nữ đó cam tâm tình nguyện hiến dâng tính mạng của mình để trở thành một bông hoa thủy tiên bị hái khương lan hơi ngước mặt lên nhìn cố chỉ nhớ lại lúc nhỏ cố chỉ ngồi cạnh khương lan đã hỏi về câu chuyện của nàng tiên thế nàng tiên nữ đó sẽ chết à khương lan chăm chú đọc sách không nhìn cậu em mà trả lời tất nhiên rồi trong câu chuyện này tất cả mọi người mong muốn đạt được bông hoa thủy tiên có thể mê hoặc lòng người đó làm gì có ai quan tâm đến việc nàng tiên nữ đó sống hay chết cố chỉ trong lòng đầy hoài nghi mà hỏi nhưng mà tất cả những bông hoa sinh trưởng ở tự nhiên có mùi thơm mà nếu hai xuống thì sẽ mất hết mùi hương khương lan cảm thấy thú vị nhẹ nhàng chống tay lên mặt nghiêng đầu nhìn em trai nhỏ hỏi ngược lại nếu là tiểu trì thì tiểu trì làm như thế nào cố chỉ nhìn khương lan tự tin mà khẳng định bảo vệ bông hoa đó để bông hoa đó được nở hoa giống như em bảo vệ chị vậy khương lan vui vẻ ôm nhẹ và xoa đầu cậu về với thực tại ánh mắt khương lan nhìn cố chỉ đầy tự hào mà nghĩ tiểu trì đã trưởng thành rồi bây giờ tiểu trì không chỉ là người thân duy nhất của mình mà còn là một diễn viên giỏi cố chỉ cũng kiên định nhìn khương lan bắt đầu khương lan tập trung vào vai diễn nhẹ nhàng nét vào lồng ngực của cố chỉ bỏ đi những ngượng ngùng ban đầu nghĩ mình cần phải nghiêm túc cùng tiểu trì quay hết cảnh quay này ánh mắt của khương lan không còn là của cô nữa mà đó là ánh mắt của nàng tiên nhìn người mình yêu cho dù nhất định là một lần hy sinh những nàng tiên nữ ấy đã hoàn toàn yêu chàng trai xinh đẹp đó cũng nguyện ý hy sinh tính mạng của mình cố trì giữ người khi nhìn đôi môi của khương lan ngày một càng gần mình đây chính là điều mình thường ao ước mà anh khẽ nắm chặt tay lại kiềm chế lại những ham muốn của bản thân nhưng mà đây chỉ là một màn diễn mà thôi đôi chân mày của anh khẽ nhíu lại bắt buộc không để mọi chuyện đi quá xa làm đôi bên thấy khó xử nghĩ đến cả khi tất cả những điều này kết thúc thì sao quan hệ của chúng ta liệu có trở nên lúng túng khó xử hơn không nghĩ xong anh đẩy nhẹ khương lan ra làm cô bất giác giữ người âm thanh dẫn lại vang lên vào giờ khắc này chiến tranh thắng lợi quyền lợi đều không thể làm cho hila hạ quyết tâm anh cũng đã thật sự hóa thân vào nhân vật gương mặt tiến gần gương mặt cô khẽ nói xin lỗi ta không làm được bởi vì cậu ta đã hoàn toàn yêu thương nàng tiên nữ đó lời này vang lên cũng là lúc bông hoa đó nở cậu nhẹ nhàng cúi xuống nói bên tay cô hãy tha thứ cho ta cậu hôn nhẹ vào má của cô nghĩ trong lòng hãy tha thứ cho tôi vì đã tự ý yêu em hai người hila và tiên nữ chỉ nắm tay cậu ta không lựa chọn để tiên nữ hy sinh mà dâng hiến chính bản thân mình để bảo vệ tình yêu của cô ấy chính vào lúc này mùi hương trong truyền thuyết đã xuất hiện thì ra hy sinh chỉ có thể mê hoặc lòng người bông hoa thủy tiên cũng theo đó nở rộ chỉ có yêu mới có thể làm người ta can tâm tình nguyện hai người bấy Jigu chỉ tựa đầu vào nhau sinh ra vì tình yêu chai nước hoa được sinh ra dưới ánh trăng không gian đầy im lặng dường như mọi người đều hoàn toàn tập trung vào câu chuyện mà họ đang diễn đạo diễn ra hiệu kết thúc vai diễn dừng làm tốt lắm đạo diễn nhìn về phía cố trì mà đánh giá cố trì diễn rất tuyệt cẩn thận trở che bảo vệ như vậy còn hấp dẫn hơn so với một nụ hôn ngọt ngào nhiều cố thành lúc này lặng im nhìn hai người họ không nói gì ánh mắt đầy sự toan tính thái độ có chút không vui đạo diễn dường như cảm thấy điều đó nên quay sang hắn nói cố tổng như thế này mà ngài còn không hài lòng thì tôi cũng chịu thôi nàng ta còn rất tự tin khẳng định rằng tôi tin chắc rằng đây sẽ là quảng cáo được hoan nghênh nhất của vvl từ trước tới giờ cảnh hai người vẫn đứng cạnh nhau hiện ra khương lan sờ tay lên mặt phản ứng lại nụ hôn lúc nãy ánh mắt cô ngước lên nhìn cậu nghĩ tiểu trì lo lắng cho cảm thụ của mình phải không cố trì chỉ, chỉ nhìn khương lan cười không nói gì cố thành sải bước chân trên dãy hành lang đầy tăm tối cố chỉ ở phía sau gọi theo cố thành bất giác nghe có người gọi nên cũng dừng bước quay người lại ánh mắt cố chỉ đầy những nghi hoặc hỏi tại sao ông lại về nước cố chỉ hiện lên ánh mắt đầy sự thăm dò tại sao lại muốn xuất hiện trước mắt tôi cố thành lấy điếu thuốc ra hút bình tĩnh hỏi lại anh cậu biết ta là ai cố chỉ nói ba của tôi có kể rằng ông ấy có một đứa em trai ông rất giống ba tôi cố thành nghe xong đóng bật lửa một cách khá mạnh hắn hút thuốc lạnh lùng khen cũng thông minh đấy anh nhíu mày có chút tức giận nói rốt cuộc thì ông muốn làm gì cố thành không một chút giấu dếm mà nói đưa cậu về cố ra ánh mắt cố chỉ khi nghe thấy thế đầy sự ngạc nhiên cố chỉ tức giận lớn tiếng nói cố ra rất ghét bỏ đứa con tư sinh này cơ mà 20 năm nay họ chưa quan tâm tới tôi cố thành tiếp tục hút thuốc môi khẽ nhếch lên nói bọn họ là bọn họ còn ta là ta đối với ta thì ta sẽ thu lại tất cả những gì thuộc về cố hành kể cả cậu cố thành lại gần anh ánh mắt đầy mưu tính nói cố chỉ nhớ lại khoảnh khắc anh và cố thành đang tranh luận với nhau cố thành nói tôi muốn thu hồi tất cả những thứ có liên quan tới cố thành bao gồm cả cậu màn hình máy tính hiện lên thông tin chi tiết của cố thành tổng tài tập đoàn của cố thị sơ lược về tập đoàn cố thị anh chú ý đến dòng chữ mục đích về nước không rõ cố chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ suy tư đột nhiên có người gõ cửa tiểu chỉ, nói chuyện chút được không cố chỉ quay đầu lại đáp vào đi khương lan liền mở cửa đúng lúc em có chuyện tìm chị cô bước vào nhìn anh sau đó Khương Lan đi tới ngồi ở mép giường đối diện với bàn làm việc của Cố Chỉ nói, "Tiểu Chỉ, chuyện quay quảng cáo. Cảm ơn em, không khiến chị khó xử." Nghe vậy Cố Chỉ vừa đưa tay lên tháo kính vừa nói, "Em nghĩ, điều thật sự khiến chị khó xử không phải chuyện này đúng không?" Khương Lan ngập ngừng hỏi Tiểu Chỉ em, "Bắt đầu từ bao giờ?" "Thích chị à?" anh hỏi. Anh xoay người đối mặt về phía cô, "Bắt đầu từ khi nào đã không còn quan trọng nữa rồi." Cố Chỉ nhấn mạnh, "Quan trọng là em không có ý định dừng lại." Lời nói của anh khiến Khương Lan có chút bối rối, chúng ta cùng nhau trưởng thành, chị vẫn luôn xem em như em trai ruột. Cô chỉ nhắm mắt lại như biết trước cô sẽ nói như thế. Cô chỉ đáp, chị biết không, đây là câu em không muốn nghe nhất. Sau đó cô chỉ di chuyển đến chỗ vali để tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Khương Lan hốt hoảng hỏi, tiểu trì, em đi đâu vậy? Anh đóng vali lại nói với giọng nghiêm túc, cho dù bị từ chối, vậy cũng là do em không thể khiến chị thích em. Chứ không phải vì. Thân phận em trai này, sau xuôi mọi thứ anh kéo vali đến trước mặt Khương Lan. Khương Lan, chuyện may mắn nhất và bất hạnh nhất đời em đều là việc gặp được chị. Sai thời điểm, sai thân phận, sai quan hệ, từng nhiều lần trách bản thân mình. Tại sao lại chờ đời muộn như thế, sao lại đến muộn như thế? Những lời này của cố chỉ khiến cho Khương Lan không biết phải nói gì chỉ biết sững sờ nhìn anh. Nếu tiếp tục ở đây, chị cũng xem em như em trai, vậy nên em quyết định rời đi. Nghe cố chỉ nói muốn rời đi, cô đột nhiên đứng dậy, đợi đã, vậy đột ngột quá, chị. Cô tự hỏi trong lòng, mình phải nói gì đây, bảo em ấy ở lại ư. Sau đó tiếp tục sống chung dưới mái nhà một cách ngượng ngùng. Đang chìm trong suy nghĩ thì Cố Trì bất ngờ ôm lấy cô. Giọng nói đầy tiếc nuối, "Khương Lan, khi gặp lại, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đừng xem em như em trai nữa." Dứt lời anh liền kéo vali rời đi. Lúc bấy giờ chỉ còn một mình Khương Lan lặng im tại chỗ. Cô thầm nghĩ, vậy cũng tốt, cho nhau khoảng cách để bình tĩnh lại. Nói không chừng sau khi dọn ra ngoài, Tiểu Trì sẽ dần dần quên mình đi, tuy nhiên cô lại vô thức bước về phía bàn làm việc của Cố Trì vào lúc này khương lan nhìn thấy hộp thuốc mà anh bỏ quên trên bàn nhận ra đó là thuốc cảm cô liền thắc mắc trong lòng em ấy vẫn chưa hết cảm sao không chút suy nghĩ cô liền vội vã chạy theo cố trì. dáng vẻ gấp gáp bước ra từ thang máy tiểu trì tiểu khi nhìn thấy xe của cố chỉ khương lan định gọi anh lại nhưng ngay giây sau cô lập tức sửng sốt người lái xe đưa cố chỉ đi là một người phụ nữ lúc này trong lòng cô có chút mất mát chỉ biết nhìn theo chiếc xe chạy xa dần khương lan bất lực ngồi sụp xuống miệng lẩm bẩm nhớ uống thuốc nhé đừng để chị lo lắng cô chỉ xuất hiện với một gương mặt đầy cuốn hút ánh mắt lạnh lùng sắc bén anh vừa mở cửa ra bên trong là một nhóm người đang bàn luận lúc này cô chỉ bước vào gương mặt đầy sắc khí chĩa súng về phía căn phòng rồi liên tục nổ súng dường như mỗi lần tiếng súng vang lên đều là chí mạng một người đàn ông còn sót lại cả người run sợ lùi về phía sau cô chỉ tiến đến đầu súng chạm vào đầu hắn giọng điệu đùng đùng sắc khí bây giờ đến lượt ngươi ngay lúc này giọng nói của nữ đạo diễn vang lên rừng làm tốt lắm Đạo diễn lên tiếng khen ngợi, lại diễn một lần là xong cố chỉ trạng thái của cậu hôm nay rất tuyệt. Nghe thấy cố chỉ cũng khiêm tốn đáp lại, "Cảm ơn đạo diễn." Rút lời anh cởi áo khoác ra rồi vứt lên ghế. Đạo diễn Cao cũng nhân lúc anh nghỉ ngơi lên tiếng hỏi han vài câu, quảng cáo nước hoa của cậu và Khương Lan rất được hoan nghênh. Dạo này có rất nhiều người liên hệ với cậu và cô ấy để quay phim và tham dự các chương trình truyền hình phải không? Cậu có chắc là không tham dự không? Chị em nhà cậu có cả biệt danh nữa đây gọi là gì nhỉ? À ăn gừng ha 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 ha. Cố chỉ không đáp mà uống một ngụm nước. Sau đó đáp, "Ừm không tham dự." trừ phi khương lan đồng ý đến đây đạo diễn cao vẻ mặt như đã hiểu chắc là để tránh hiểu lầm cho nên cậu mới không diễn cùng với khương lan tôi không cần biết là cậu có ý kiến gì chỉ cần đừng ảnh hưởng đến phim của tôi là được chiều nay khương lan sẽ tới đóng một nhân vật khách mời việc này được quyết định từ trước rồi cậu không có ý kiến gì chứ nghe đến tên khương lan thì cố chỉ lập tức trở nên bất ngờ khương lan sẽ đến cô ấy sẽ đóng nhân vật gì đạo diễn cao chỉ biết bất lực thở dài rồi đưa kịch bản cho cố chỉ biết ngay là quên rồi mà dựa theo kịch bản thì cô ấy từng giúp cậu nhưng cậu lại lạnh lùng giết cô ấy cô chỉ cầm lấy kịch bản xem qua đạo diễn tiếp tục nói bởi vì nhân vật mà cậu đóng đã bị thù hận che mờ hai mắt anh không quan tâm trong lòng chỉ nghĩ đến cô hương lan lại được gặp em nữa rồi liệu có phải anh cũng bị điều gì đó che mờ hai mắt anh tham gia vào làng giải trí chỉ để có thể gần em hơn kết quả là vẫn vượt quá giới hạn rồi bỗng tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh lấy điện thoại từ trong túi ra anh bắt máy alo đầu dây bên kia nói tôi là cố thành cố chỉ vẻ mặt đầy bất ngờ cố thành tiếp tục nói tôi nghe nói cậu chuyển khỏi nhà Khương Lan rồi Cố Chỉ khó chịu đáp lại chuyện đó không liên quan gì với ông có vẻ lần tác hợp trước của tôi là vô dụng Cố Thành vừa hút thuốc vừa nói tuy nhiên có vẻ Cố Chỉ không mấy kiên nhẫn với anh ta rốt cuộc thì ông muốn nói gì lần trước cậu hỏi tôi tại sao về nước phải không Cố Thành đáp tôi về nước là để điều tra nguyên nhân cái chết của ba cậu Cố Chỉ nghe câu nói ấy như xét đánh ngang tay mình anh liền hỏi lại Cố Thành ông nói gì ba của tôi không phải chết vì bệnh tật đối với câu hỏi của Cố Chỉ cố thành chỉ mỉm cười đáp nếu muốn biết thì tới công ty gặp tôi nhìn thời gian trên điện thoại cố chỉ quyết định lập tức đến gặp cố thành cố chỉ vội vàng cầm lấy áo khoác đạo diễn tôi có chuyện phải ra ngoài tôi sẽ quay lại ngay việc này khiến đạo diễn hoang mang hả à. nhưng mà khương lan sẽ tới ngay bây giờ cố chỉ chưa nghe hết đã chạy mất hút anh nhanh chóng ngồi lên chiếc xe mô tô của mình khi đang chuẩn bị đội mũ để đi thì nghe thấy tiếng ồn ào đến rồi đến rồi có rất nhiều người vây xung quanh khương lan phấn khích hò hét ai lớp du khương lan hãy nhìn bên này khuôn mặt quyến rũ của khương lan nổi bật giữa đám đông lúc này ánh mắt của cố chỉ chỉ có mỗi cô vài giây sau anh vẫn quyết định tiếp tục đội mũ bảo hiểm lên sau đó liền vặn ga phóng xe đi chiếc xe càng lúc càng xa dẫn vị trí của khương lan cùng lúc này tại phòng làm việc của cố thành người trợ lý đem đến một tách cà phê cố tổng đây là cà phê của ngài anh ta vừa dập điếu thuốc xuống gạt tàn vừa nói tên nhóc này quyết đoán hơn tôi tưởng nghe vậy cô thư ký bèn lên tiếng hỏi bây giờ nói cho cố chỉ biết sự thật về cái chết của ba cậu ta liệu như thế có quá tàn nhẫn không cậu ấy mới có 20 tuổi, Cố Thành nhàn nhạt, nhạt đáp lời, như thế cũng không thừa nhận được thì còn có tác dụng gì. Đã là người của Cố gia thì sớm muộn gì cũng phải biết. Anh ta đặt tách cà phê xuống, huống hồ. Lúc tôi biết sự thật, đến đây Cố Thành bỗng ngập ngừng. Anh ta lại quá khứ kho bản thân bước vào ngôi nhà đấy. Đối diện với sự thật về cái chết của anh trai mình, đôi mắt chán ghét nhìn bọn họ. Cố Thành tiếp lời, cũng chỉ mới 16 tuổi. Bàn tay đưa lên lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp ra. Tay còn lại dùng bật lửa để châm thuốc. Cố Thành vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Như nhận ra được điều gì đó, anh ngước mắt lên nhìn. Thấy một Cố Chỉ Hiên ngang tiến vào phòng. Anh cất tiếng hỏi, "Chân tướng mà ông muốn nói là gì?" Nghe vậy Cố Thành liền đặt điện thoại xuống bàn ấn vô nút bắt đầu phát. Rồi một giọng nói bất chợt vang lên, "Tôi là Nguyễn Nguyên." Cố Chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc là, "Mẹ." Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, "Nếu như anh nghe được đoạn ghi âm này chứng tỏ rằng tôi đã chết, những gì tôi muốn nói tiếp theo có liên quan đến chân tướng cái chết của Cố Hành." người phụ nữ kia liên tục nói về cái chết của ai đó đúng thế đúng là người của cố ra giết anh ấy buổi tối tại trường quay bảy giờ mười từ đằng sau khương lan đạo diễn tiến đến nói khương lan xin lỗi xin lỗi vì đã làm cô đợi lâu cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng hình như cố chỉ có việc gấp cậu ấy nói sẽ quay lại ngay bây giờ nghe vậy khương lan lập tức cúi người nói xin lỗi đạo diễn cao cô không cần nói giúp cho cố chỉ đâu là tôi không dạy dỗ tốt em ấy điều này khiến đạo diễn cao cảm thấy bối rối nói không sao không sao khương lan vừa nghĩ vừa gọi điện thoại cho ai đó nghĩ thằng nhóc này không có ai quản lý cái là bắt đầu vô tổ chức khi cuộc gọi được kết nối cô lập tức lên tiếng hỏi cố chỉ em đang làm gì thế hả cô cảm thấy không hài lòng về hành động của đối phương nói tiếp tự dưng rời khỏi trường quay làm cho bao nhiêu người phải chờ em đây là tác phong diễn viên chuyên nghiệp của em đấy hả lúc này cố chỉ mới lên tiếng nói Khương lan cô có thể tới đây không giọng nói mang theo chút khổ sở tôi rất nhớ cô điều này khiến cho Khương lan cảm thấy không biết phải làm sao hỏi tiểu trì em làm sao vậy cô lên tiếng hỏi em đang ở đâu đến nơi trên sàn lan lông lốc vài lon bia giải rác khắp nơi. Khương Lan đến ban công mở cửa bước ra. Khương Lan nhìn thấy Cố Chỉ tay cầm lon bia Cố Chỉ quay người lại nói, Khương Lan cô đến rồi. Khương Lan di chuyển đến gần anh cất lời hỏi, Cố Chỉ đây là ấn tượng mới khi gặp lại em mà em đã nói, ấn tượng này đặc biệt thật đấy. Sau đó cô đưa tay ra muốn lấy thứ đồ uống trên tay Cố Chỉ nói, đừng uống nữa đưa cốc cho chị. Ngay lập tức bàn tay tinh tế của Khương Lan bị Cố Chỉ nắm lấy. Anh kéo Khương Lan về phía mình, ôm chặt lấy người Khương Lan bị ôm lấy một cách bất ngờ khương lan hốt hoảng nói lớn cố chỉ em say rồi à mau tỉnh táo lại tuy nhiên cố chỉ lập tức đáp lại với vẻ mặt điềm tĩnh tôi đang rất tỉnh táo đừng cự quậy nữa anh tiếp tục ôm chặt lấy khương lan không buông nói hãy để tôi ôm một lát hãy để tôi ôm một lát cố chỉ nói rồi không gian trở nên im lặng chìm vào cảm xúc của riêng mình cùng lúc đó cố chỉ nhớ lại giọng nói của cố thành đang hút thuốc vang lên cố ra chỉ là một đám xã thú hám lợi hắn ta tiếp tục nói vì tranh giành tài sản của lão gia tử mà bỏ mặc khâu chữa trị cho ba của cậu sau đó mẹ của cậu mang cậu đi không để lại tin tức gì chắc là cô ấy đã bị người của cố giao uy hiếp cô thành kể chuyện với vẻ mặt không nói nên lời một lúc sau cố trì cũng tách ra khỏi cô khương lan thấy vậy liền hỏi tiểu trì rốt cuộc thì em làm sao vậy cố trì kéo người khương lan ra một khoảng rồi bất ngờ hỏi khương lan tôi vẫn luôn muốn hỏi cô tại sao sau lễ tang thì cô lại nguyện ý nuôi dưỡng tôi vẻ mặt anh lúc này hiện lên vẻ buồn bã bất lực nói dù sao thì lúc đó tất cả mọi người đều nói tôi là khắc tinh đã hại chết cha mẹ khương lan không lên tiếng chỉ nhìn cố trì rồi khương lan kéo mặt cố chỉ xuống nói chị biết rằng em không phải như vậy chị cũng mất ba từ trận tại nạn xe đó cho nên chị hiểu tâm trạng của em nghe vậy cố chỉ cảm thấy không biết nói gì anh lại nhớ về lời cố thành không chỉ cái chết của cố hành bọn họ còn muốn chảm thảo trừ căn diệt trừ cậu đứa con tư sinh có quyền thừa kế tài sản cố thành đang hút thuốc thì nhìn qua anh rồi nói đáng lẽ cậu sẽ ngồi trên chiếc xe có mẹ cậu và khương tiên sinh phải không chỉ là hôm đó cậu cảm thấy khó chịu cho nên không đi dự tiệc được những lời nói ấy cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó bất lực Cố trì bắt đầu trở nên hoảng loạn hỏi nếu như chân tướng không phải như thế thì sao? Nếu như giọng nói của cố trì dần trở nên gấp gáp. Nếu như sau này cô phát hiện được rằng tôi đúng là khắc tinh đã hại chết ba mẹ thì sao? Nghe vậy Khương Lan liền kéo khuôn mặt của cố trì ngừng lên. Cô dự dàng lên tiếng an ủi. Chị không biết đã xảy ra chuyện gì với em nhưng tại trong lòng của chị cố trì vĩnh viễn là cố trì. Chị kiêu ngạo vì có một cậu em trai như vậy. Lời nói ấy khiến cố trì cảm nhận được sự ấm áp từ người con gái trước mặt. Không để Khương Lan kịp phản ứng cố trì liền bất ngờ ôm chặt lấy Khương Lan. Khương Lan cũng không để ra chỉ nói, "Tiểu Trì chúng ta đi về thôi." Cô nhắc nhở Cố Trì về lịch trình của mình, "Em quên ngày mai em còn phải đóng phim à, bất cứ lúc nào cũng phải có tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mình." Cố Trì nghe xong mặt hơi đỏ cười thầm. Dứt lời Cố Trì lên tiếng với vẻ mặt dịu dàng hiếm có nói, "Khương Lan, tôi thật sự rất thích rất thích cô." Cô nói ấy như một sự bày tỏ tình cảm khiến Khương Lan cảm thấy bối rối nói, "Cố Trì em." Giọng nói yếu ớt của Cố Trì vang lên lần nữa, "Hãy hứa với tôi, dù có xảy ra chuyện gì, cô đều phải tin tưởng và đừng rời xa tôi, có được không?" thấy vậy khương lan lập tức lên tiếng đồng ý được lời nói của cố thành lại một lần nữa vang lên trong đầu cố chỉ cho nên cậu có muốn làm cho bọn họ phải trả giá vì những gì họ đã làm hay không lập tức khuôn mặt cố chỉ dường như trở nên lạnh nhạt mang theo sát ý ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng vô định